Dạ vâng, ô tô Cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa, tránh nắng, tránh Covid. Đó là một mẫu xe Daewoo Ceylo, có năm sản xuất 1996, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, trang bị Lara đũa bốn bánh, sơn xi thì màu trắng, mang biển kiểm soát 34A19352. Hiện tại chiếc Daewoo Ceylo sản xuất 1996 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua một vòng thân vỏ các bác được xem này. Đấy, thân vỏ của xe này rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là hoành tráng, trang bị la răng đúc này. Máy 1.5 giá tiền chỉ có 36 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Ceylo sản xuất năm 1996, bản sedan 2 đầu. Máy chất gầm chắc cô số ngọt, máy số ngon, máy lổ còi kêu 4 bánh quay đều, rất là ok các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ của nó vẫn còn khá là chắc lịch các bác này. Đấy, vẫn là đẹp luôn các bác nhá. Sáng quắc. Đấy, vẫn đẹp. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, giá tiền chỉ có 36 củ khoai các bác nhá. Đấy, 36 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa, tránh nắng, tránh Covid. Cua lốp. Đấy, lốp xe thì nó cũng có hơi chọc một chút các bác này. Đấy, hơi chọc một chút. La răng đúc này. Đây là phần nội thất của xe này. Ôi giời ơi, nội thất rất là đẹp các bác nhá. Nội thất rất đẹp luôn các bác này. Đấy, đẹp mỹ mãn mà đẹp miên man luôn các bác nhá. Chỉ có 36 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo. Đấy, Daewoo. Thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhá. Tất cả khung cánh cửa này khá là ok các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa rất là đẹp, đẹp như là soli. Đấy, kính của nó này. Đấy, quay tay các bác nhá, kính quay tay này. Đấy. Đấy, kính quay tay các bác nhá, hơi kẹp một chút này. Đấy, hơi kẹp một chút rồi các bác nhá. Đấy, tất cả cột kèo. Đấy, cột kèo của nó ok. Đặc biệt là keo chỉ của nó vẫn còn zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, máy số ngon. 36 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Ceylo sản xuất năm 1996 các bác nhá, 69-96 này. Đấy, rất đẹp, nội thất tươi mới sạch sẽ các bác nhá. Bô lăng chỉ có bô lăng phù khoằm. Đấy, hai chấu. Đấy, quả số đây, quay tay này. Phần bậc lên xuống này. Đấy, táp lô rất là đẹp. Táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, lớp lỉ nguyên bản. Đấy, nguyên zin các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, kính lên xuống này. Đấy, rất là ok. Giá tiền chỉ có vài chục triệu đồng các bác nhá, 36 triệu đồng. Đấy, đặc biệt là khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt luôn các bác nhá. Keo chỉ, đấy, ôi giời, keo chỉ vẫn còn đẹp luôn, đẹp mướt mờ các bác nhá. Đấy, giá tiền chỉ có 36 triệu đồng. 36 triệu đồng. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đấy, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022 các bác nhá. Đấy, phần đặc biệt phần lốp xe này. Đấy, lốp xe này khá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, tí chỗ này thì không đáng kể các bác nhá. Đấy, rất là ok. 36 triệu đồng. Đấy. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo. Đấy, Daewoo Ceylo. Quả lốp đằng trước bên phụ la răng đúc 4 bánh. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, bản sedan 2 đầu. Mang biển kiểm soát Hải Dương. Đấy, rất đẹp luôn, sơn xi này, sơn xi lét căng các bác nhá. Đặc biệt là con này keo chỉ gần như là zin cả xe các bác nhá, không xe không lỗi luôn. Xe không lỗi các bác nhá, rất đẹp. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số ngon. Đấy, máy lổ còi to, 4 bánh xoay đều. Đấy, đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Lốp dép rất là ok. La răng đúc 4 bánh này. Sơn xi thì màu trắng các bác nhá. Đây là phần cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá, cánh cửa đằng sau bên lái này. Đấy, tất cả những khung cánh cửa này
Đấy, rất đẹp, keo chỉ của nó cứ đều tạp tạp luôn các bác nhá. Cứ đều tạp tạp luôn. Đấy. Khung cánh cửa đây này, chỗ này thì nó hơi một chút cho các bác nhá. Đấy thì các bác về tỉa tót qua một tí cũng được, mà không thì cũng ok các bác nhá. Đấy, gầm bệ thì chắc lệch rồi, nội thất tươi. Đấy, sạch sẽ các bác nhá. Xe không lỗi luôn. Giá tiền chỉ có 36 triệu đồng. 36 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo sản xuất năm 1996 69 các bác nhá, 9669. Đấy, đề hôm nay sẽ đổ 69 và hoặc là 96 các bác nhá. Đấy, giá tiền chỉ có vài chục triệu đồng, 36 triệu đồng. 36 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi. Một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo các bác nhá, Daewoo. Đấy. Hốc bản đề này. Đấy, rất đẹp, cột kèo. Đấy, đẹp, đẹp luôn các bác nhá. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Chỉ có 36 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo. Sau đây em sẽ tiến sâu bên trong và chạy thử cho các bác xem nhá. Test thử luôn các bác nhá. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đó, bô lăng của nó là bô lăng hai chấu các bác nhá. Đấy. Sau đây em sẽ đổ máy lên này. Đó, máy nó lổ các bác nhá. Để lổ cho nó tốt à. Đó, máy lổ. Đấy, máy lổ các bác nhá. Con này để lổ cho nó tốt này. Đấy, bác đã chế lên là để lổ cho nó tốt này. Đấy, nên là lãi này em chưa biết, em cứ vặn khóa thôi. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, máy lổ còi kêu, bốn bánh quay đều. Đấy, em test thử luôn cho các bác xem này. Test thử luôn các bác nhá. Điều hòa này, em đóng điều hòa này. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Đấy, chạy test thử luôn. Đấy. Rất là ngon các bác nhá. Ngon bổ rẻ. Ai mua xe đẹp, xe rẻ chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh, một ngôi chùa to nhất ở Hải Phòng các bác nhá. Đấy, tiến này, bây giờ em lùi này. Đấy, tiến lùi rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, xe thì hoạt động rất là trơn tru luôn. Đấy, giá tiền chỉ có 36 triệu đồng. Mà lại còn bản sedan hay đâu. Đấy. Sản xuất năm 1996. Phần là xi nhan báo rẽ này. Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Gạt mưa. Đó. Rất là ok các bác nhá. Phần là tablo này. Đài này. Đấy, quả số đây. Phanh tay này. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản các bác nhá. Chắn nắng này, đầy đủ luôn. Đấy, chắn nắng đầy đủ các bác nhá. Gương chiếu hậu này. Sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daewoo Seilo sản xuất năm 1996 con này. Đấy, máy đang đổ các bác nhá. Máy đổ rất là ok, đổ rất là êm. Giá tiền chỉ có 36 triệu đồng. 36 triệu đồng các bác nhá. Các bác đã sở hữu một mẫu xe đây, Daewoo. Đấy, Daewoo các bác nhá. Thương hiệu của Hàn Quốc. Tất cả cái bình tán càng dần này. Đấy, vẫn còn đẹp các bác nhá. Máy thì lổ rất là êm. Đấy, máy lổ còi to. Máy chất cầm chắc, côn số rất là ngọt ngào. Đấy.
mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa, tránh nắng, tránh Covid các bác nhá. Máy rất là êm. Phần lắp capo này. Đấy, lắp capo các bác nhá. Tổng quát của lắp capo. Đây là phần tổng quan khoang máy này, mang biển kiểm soát Hải Dương. Máy móc này rất là êm. Đặc biệt là xe không mối các bác nhá, xe không mối gầm bệ chắc lịch, máy nổ ngon. Chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Daewoo Celio năm sản xuất 1996, phiên bản là số sàn, máy của nó 1.5 máy xăng. Chốt này bên em đang chào bán với giá là 36 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.